Cả nhà mình nghe tôi đây. Không con, bước thoải mái đi vịt con ơi, bước thoải mái đi. Anh ơi, rồi xuống túi chưa? Mang hôm nay lấy giấy đâu? Cứ đi vào giữa. Ngày hôm nay thanh thang con đường. Đấy thôi chị ngồi bên đi chị ơi. Ngồi ngồi sờ sông bên kia đi. Cháu lên 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 đi. Ôi, đặt từ đầu dưới đây, cho lấy hết người đây. Bán thẻ này, 3 người một gói. Ôi, dồn xuống dưới đi cả nhà ơi. Tôi bình tĩnh rồi, dồn xuống dưới đây. Cháu đâu vào này xin quýt. Quay mặt về đây đi. Ba người ngồi một ghế quay mặt vào bờ nha. Ngồi lần lượt từ dưới lên đi. Mùa này đi vắng nhỉ. Đừng ai bám thay bên ngoài. Đây là cuối tháng rồi. Làm gì bây giờ? Bắt đầu xuống đồ à? Bỏ cái khẩu trang ra các bạn ơi, một tí thôi. Trang đẹp mà. Bỏ ra. Đây, đây có một nha, đứng chưa vừa đầu người. Đấy. Kiểm tra xem nếu không lấy được thì mẹ còn chưa thì mang về. Đâu, trẻ con năm nay mới học mẫu giáo lớp 1. Trẻ con đứng dậy anh ơi. Trẻ con đứng dậy. Ờ, thằng này đi. Thằng này mất vé rồi. Cháu chỉ lớn thôi. Dung xin gái ơi, hát đi hôm nay em đi chùa Hương nhá. 48 cân là bằng 40. Cho cô sạc cái chân ra phát thôi. Đóng đi. Đấy đấy. Có ban nào ngồi xe bên tay phải để đứng cho nó nhỉ? Quần xe bên tay phải một tí thôi nha. Một người chuyển tay này. Ôi này nó lắm thế. Cho
đấy chứng tỏ chị làm quá mà quay hết trong cái này mà hiến cho mật vông. Đó thấy cái trái này nó rồi. Làm mà bên này chìm lúc đấy quá thì còn xe nghiêng 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 điều chỉnh cân cân nó lại là còn xe dịch ra mình dính được cục huyền tính khẩu trang là tí cái này không có nhạc gì à nó phải chẳng có nhạc gì cả quay không bên loa cục huyền đi đi mắc hiền à bỏ khẩu trang ra thì nó mới hoành tráng đầy đủ ở trong cái quyên kìa. Hôm nay đi lông da ông dương lông da ông dương đeo khẩu trang nữ sinh về hôm nay lên sóng hết đấy nhá. Về lên sóng hết đấy nhá. Ai video thì lại chụp tóc đâu có bắt rồi mày còn hết ông quay để chết sinh gái à hai người em hả bỏ ra đi đùa lộ hết hàng. Thank you.
Quả đâu đó ở cái chỗ lá cờ kia là cây gì hả Tú?
Đấy, chỗ lá cờ có cái đỏ đỏ xanh xanh lên là cái cây gì? Đây đấy. Cây ao. Keo nó thế này à? Sao có quả à? Có quả đâu. Quả, quả ná chứ. Trông giống quả đấy. Cô cháu ở trên rừng khoảng bao năm giờ cháu không biết cây gì. Ôi giời, bao nhiêu năm đấy nào? Ở trên đính không ở trên rừng suốt. À, ngày xưa cũng lính à? Lính Bắc Giang à? Chỉ mất cái đôi voi rồi. Đấy, đấy, đuôi đấy, đấy, đuôi đấy. Ừ. Đây là đầu, đây là cái mắt này. Mắt đây à? Thế tao cứ tưởng cả cái đầu núi to này. Núi to đấy mà gì? Đấy mà sao giống voi à? Đấy, chỗ đấy thôi. Đuôi đó, đặt lên cái hết đuôi. Cứ tưởng tít tít trên này. Đây. Không, nó là dưới đấy. Đấy, khi thấy đấy, đuôi voi gì đấy. Đây là đầu voi của chùa Hương à. Thế các bạn hát bài hôm nay em đi chùa Hương đi nào. Nãy thì Hà Đông, Hà Tây, Hà Nam, bây giờ chùa Hương chẳng đi hát hò gì. Chán quá. Mùi sầu riêng không nhé. Chụp lên.
giống phết nhỉ, trông giống như những ảnh phết đấy chứ nhỉ. Không quay đi, không có ảnh đâu. Quay lẫn lộn nhiều người á. Quay một em bên này kia đi ra. Ừ, đi rồi, rồi anh quay lại luôn. Con bốn nơi nhá, tất cả bốn nơi, đây là nơi thứ hai nhá. À đây là mẫu là một thì lúc ấy bảo là đặt nền trình thì em chỉ đóng nền trình ra thôi, đi qua đi chị nhớ với lại giải em nhá. Vâng có mấy hoa quả riêng mà đấy em đặt hoa quả đi yên nè, cởi một cái túi bóng ra Quyên ơi, bọc mận của hai cái túi cởi ra một cái, nhấc ra một cái. Nếu mà cái mâm to thì đổ ra cái đĩa to kia, nó ở dưới luôn đi, đổ xuống dưới cái đĩa to kia. Đây là chiến đây thì ông em cái này này. Ý thì cái tiền lễ ở ngoài kia thì người ta bắt em lấy một tờ. Còn đâu là làm gì thì chưa mọi người. Chỗ nào đây? Ở ngoài đền trình ý. Nếu mà đền trình thì tí của ai thì người ta kia họ em không, công đức mình phòng riêng rồi, mình công đức luôn rồi. Tiền lễ để xin đọc về, còn công đức mình có công đức vào. Tôi còn bớt lại mỗi lần lượt. Không, chúc về. Ôi tí nữa về lắng lắm, đi các chợ. Lên đến nơi rồi này. Đi đến nơi, cái nhà này, nhà trò, nhà xuống rồi đây này. Nhanh nhỉ? Đấy, thế thôi, nhọc lắm. Đội kia đợi còn mướt nên đến đây mình nghỉ ngơi tí, chờ người ta mới vào lấy mới thẻ chứ chị. Ừ, đúng rồi, phải đợi mọi người mà. Giang ơi, Giang, về bên đây. Ê!
bạn ấy đều cũng tốt, nó bước áp liền xuống con chút thôi mà không thể gạo nè, mềm chưa? Sao hoa gạo nó lại đỏ thế? Vâng, cái hoa gạo mà mình có ở rừng đâu biết. Ôi trời ơi, không biết cây hoa gạo hả bác? Ở Liên Phương trước có một cây chặt không, ở trong gần nhà cụ già ngày xưa lâu rồi có một cây nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy hoa, không biết màu nó gì. Đây là hoa gạo. Trước ở chỗ Hồng Thái có một cây. Đúng rồi, chặt làm đường chặt. Nhưng mà trước ở trong Liên Phương ấy, ở chỗ cái giếng giếng Đình Trung, bây giờ nhà văn hóa đấy à. Sau đấy có một cây toán. Cái này là hoa bé, năm cây tốt, hoa to lắm. Như hôm trước đi đường dài quá. Đây là mình đi là đi ấy thôi, chứ còn vào sâu mấy động đẹp cực. Nói chung là trước bọn này đi còn xiên ra mấy cái động sâu sâu bên trong đẹp lắm. Đẹp mấy hơn mấy động chính là nhiều. Mua vòng chỗ thì 20.000, chỗ 10.000. À giời, cái đấy đấy. Cái đấy bác ra ngoài bác mua 10.000. Nó vô kể. Mà cái ở trong đấy nó đòi 70.000 đấy. Ra ngoài này 20. Thế bảo là cái này cao cả đắt. Không phải cao, cái chỗ đấy ý là người ta nói khách rất là nhiều ấy. Mình mà cả là ngoài này nó khoảng 25-30.000 nhưng mà để đâu cả có 10.000 cũng bán. Ấy, sắp sửa đấy. Sắp sửa đấy. Sắp sửa mình về đấy. Cẩn thận nha. Đó, mình dình phát bây giờ. Ô hô. Đường đi bộ này tại ấy. Bắt đầu đếm. Bắt đầu đếm. Đếm à? Lại đếm.